Anh Cảnh mượn cái sọp anh để hôm qua cái sao này các sao này khá to nha. Dưới này có cái motor bơm nước nha, cái đầu motor bơm nước nằm dưới đây nè. Cứ làm cặp đừng lỗ xe nha. Cái này chắc khoảng 14-15 mét rồi. Chắc là nó bóng ngang đọt. Trời mới vừa xong mà, cho nên rất là tối nha. Toàn là mây đen không à. Giờ dưới này chú Tư chuẩn bị thảy dây lên cảnh kéo máy lên không à. Xe chạy rất là nhiều đúng không? Xe chạy dập dìu luôn. Cái này là bên Nhật, Nhật hướng bên mình đúng không? Xe chạy rất là nhiều. Mình cưa cái cây này là phải chặn hai đầu hết nha. Lớn tới nữa mà taxi chạy đường này luôn nha bạn. Đốn những cây cọc cái đường rất nguy hiểm luôn. Dây điện nghe. Đánh bấm chân ngọt luôn nghe. Đừng có nhấp nghe, bấm chân ngọt nó bay luôn. Lấy dây lên luôn. Cái mẹ cậu như phai thật. Như phai tôi nói cậu như phai ngang nè.
bài được không ạ? Quẹt cho cũng tự hả? Ê! Bấm cho nó ngã gì bên đây đi. Mới 10 giờ. Xuống rồi mà, anh xuống để anh bóp ngàn cây
Góc luôn nha. Xe anh mẹ chờ chú mấy cái cây sọt luôn. Xe nữa luôn, quá trời xe luôn. Vô ra lớn vô nữa luôn, xe 7 chỗ luôn, quá trời xe.
xe nữa luôn. Xuống luôn nha bạn, xuống mình cắt gốc luôn nha. Cây này cũng còn khá cao luôn mà, khoảng mười mấy mét á. Cắt những cây nằm cách gian lộ thì rất là cực nha bạn, rất là nguy hiểm, phải xe qua lại quá là nhiều luôn. Anh mượn cái sọp anh xuống luôn nha bạn. Xuống cái gì ăn cơm, đi rồi hả? Dành phương cắt gốc nữa nè. Sọp nó ăn vô trong cái thân cái sau luôn nha. Oh.
Rồi rồi, về lại. Cắt đi. Cắt đi nha. Rồi, cắt đi, cắt đi, cắt đi, cắt đi. Cắt đi. Cắt đi. Khá toàn nha bạn. Rồi. Giờ hai xong cái sao. Mình kết thúc clip này đây nha. Các bạn là clip tiếp theo của mình. Rồi, khá toàn nha bạn. Này chắc khoảng được 101 rồi. Thank you.